Bóng thì cũng có nhiều loại, giống như em hay nói vui trên livestream của em, bóng thì cũng có 5-7 loại bóng. Thì có nghĩa là như em là bóng lộ nè, rồi mấy anh mà chị thấy manly đó, bóng kính, tập cho đô lên cho nhìn vạm vỡ. Thật ra thì họ cũng mang một giới tính như vậy. Rồi nhiều khi hẹn ra thì gồng dữ lắm, gồng đến phút 90 rồi đó, rồi thấy cái mùi sao, ủa sao kỳ kỳ vậy ta. Nếu như bạn chung thì cũng toàn với đê không, nó điệu đó. Trời ơi vui, nó làm gì đó chị, nó múa dữ lắm, nó múa còn hơn là rồng múa nữa, múa phượng múa rồng. Rồi ơi, bắt đầu là em cũng thấy là em mất niềm tin ở đàn ông luôn. Chị ơi, gì cưng, hôm nay em lại đến cho chị một bất ngờ rất đặc biệt. Bất ngờ hoài vậy? Đặc biệt nhất từ trước đến nay. Ủa vậy luôn hả? Chị đoán một cái tên hộ em. Vậy là chỉ có em gái của chị thôi, Linda. Và xin mời khách mời ngày hôm nay. Em xin chào anh chị và chào chương trình. Chào em. Đầu tiên á, anh chỉ muốn cảm ơn Đa thôi. Tại vì lúc trước á, anh có nghe em chia sẻ với các bạn ở trên mạng xã hội là em sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ chương trình nào để kể về cuộc đời của mình. Anh chỉ muốn cảm ơn em rất nhiều vì đã chịu mở lòng với chương trình của anh và với khán giả của chương trình này, cũng như khán giả của em. Dạ, em cảm ơn anh. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho các học trò của mình biết nhé. Em nghĩ là nếu mà em không cần giới thiệu thì mọi người cũng đã biết em như thế nào rồi. Và hầu như là mọi người theo dõi em thì đã biết con người em rất là thẳng tính, dù có hơi cọc cằn thô lỗ chút xíu, nhưng đó chỉ là một cái mảng nào đó thôi. Không phải là em giải thích, nhưng đó là con người thật của em, là rất thẳng tính, rất là dễ thương, không như mọi người nghĩ. Rồi bây giờ thì vậy thì có nhiều khán giả họ vẫn chưa biết được em là như thế nào, những người lớn tuổi chẳng hạn, thì bây giờ em giới thiệu lại tên tuổi, quê quán và nghề nghiệp hiện tại của em nhé. Tên thật của em là Mai Kim Trí, em sống ở Sài Gòn này luôn. Em năm nay 27 tuổi nhưng mà vẫn còn già dặn, mặn mà đúng không, mặn mà chứ lộn là mẹ em đang mang bệnh. Và em cảm thấy tình yêu của mình thì nó không thế đâu, nó không có được suôn sẻ với người ta, cho nên là em buồn và em lo về sau này. Tại hiện tại thì em cũng không ở được gần mẹ. Mẹ em bệnh gì? Mẹ em cũng nhiều bệnh chị, nhưng mà bệnh nặng nhất là bệnh tim. Và đến với chương trình thì em cảm thấy rất vui, rất là cởi mở khi tham gia chương trình Come Out này. Mặc dù đã có nhiều chương trình mời em nhưng em đều từ chối. Cũng mời em về để muốn hiểu thêm con người của em, cuộc sống của em. Nhưng mà em nghĩ là những chương trình đó thì em cảm thấy không hợp với em. Với lại tại sao mà em tham gia Come Out, bởi vì em đã tiếp xúc với chị Khánh Chi và anh Tuân, thì em rất là mình có sự tin tưởng hơn. Đến gần đây nhá, có nhiều cái sự kiện trên trời rơi xuống ở trên mạng xã hội, nó ập vào em cùng một lúc trong những ngày gần đây, nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của em bây giờ? Thật ra thì những cái trường hợp đó nó ảnh hưởng tâm lý đến em rất nhiều. Khi không thì em lại bị những người mà em chưa từng chọc ghẹo lại lôi những cái hình ảnh, những cái clip của em cái lúc trước, chẳng hạn như lúc mà em bị vấn đề biến chứng về khuôn mặt, lôi em ra mỉa mai. Rồi còn cho là cái giới tính của em nó không bình thường, thì em thấy những người không bình thường mới là họ chứ. Sinh ra đâu ai mong muốn và đâu ai biết được mình sẽ là ai và sẽ như thế nào. Đó, cho nên là nó ảnh hưởng tâm lý đến em rất nhiều, nhưng mà cũng không vì vậy mà nó dập tắt đi cái sự mãnh liệt của em khi đến với chương trình và khi trò chuyện cùng tất cả mọi người. Có bao giờ em thấy em mệt mỏi quá mà em muốn buông xuôi tất cả không ra? Tại vì anh thấy giống như là một mình không thể nào chống lại cả 100, 1000 người trên mạng xã hội. Ngày nào cũng có chuyện với em, ngày nào cũng có người gây chuyện với em, và lần nào em cũng phải xử lý nó. Mà không phải một lần đâu, có khi em phải xử lý 4-5 lần. Nếu anh là em chắc anh không chịu được, anh sẽ bị stress. Thật ra thì có khi em cũng đã nghĩ tới cái chết. Cái lúc mà em bị mặt, em bị cái mặt thì chỉ biết cái con người mình gì chứ, cái mặt là nó là một cái quan trọng nhất. Mà khi bị như vậy thì em cảm thấy là cũng là cái xui cái quả của em thôi. Nhưng mà nhiều người ác lắm, lên nói như vậy là dừa này kia, chị chết em rồi à, mổ xẻ bàn tán mỉa mai dèm pha em. Đó, lúc đó em cũng nghĩ tới cái chết. Nhưng mà mẹ em, đúng là mẹ là luôn tâm lý
luôn sát bên cạnh em vậy đó. Cho nên là em trong cái chuyện, trong cái nạn đó thì nếu mà không có mẹ em, thật sự nếu không có mẹ em đứng sau lưng thì em cũng đã chết từ lâu rồi. Và còn riêng về anh hỏi mà tại sao mà nhiều áp lực quá như vậy đó, thì em mượn cái Facebook để em giống như em bày tỏ ra thì bây giờ nó cũng giảm hơn nhiều so với lúc trước á. Ít có ai kiếm chuyện với em này nọ. Em không đăng lên như vậy làm sao người ta sợ người ta, tại sao lúc em đăng lên người ta biết sợ nhưng người ta không nghĩ tới cái lỗi lầm của người ta đã gây cho người khác, làm người ta tổn thương, thì bắt buộc em cũng phải làm như vậy cho họ thấy. Cũng giống cái chuyện đơn giản này, ví dụ như chị đi diễn, em hỏi chị nè, chị đi diễn người ta, cái chuyện mà khán giả chụp hình chị là chuyện bình thường, nhưng khi mà đến một cái nơi nào đó nó hơi cá nhân một chút xíu mà chị bị làm phiền, chị bị chụp hình, chị cũng cảm thấy bực. Nhiều khi họ chụp một đường mà họ đăng một nẻo đó. Nhiều người kỳ lắm, thích soi mói, thích chụp hình đén, đăng sai sự thật, nó ảnh hưởng đến tâm lý mình rất nhiều, chứ không phải là nói là chụp đăng lên thì bình thường, thì bình thường em nói gì nữa. Nhiều người kỳ lắm. Và khi mà chị vào chị đọc những cái bình luận thì nó còn đau hơn như vậy nữa. Anh thấy á, những con người mà khi họ có một cái cá tính mạnh á, thì thường họ đã trải qua cái tuổi thơ hoặc đã có một cái giai đoạn gì đấy họ đã trải qua rất là nhiều khó khăn. Anh muốn nghe về tuổi thơ của Linda. Tuổi thơ của em như thế nào? Tuổi thơ của em thì anh thừa biết là mỗi người thì sẽ có cái giai đoạn khác nhau. Phải nói là cái thời mà để em cảm thấy mà sợ hãi nhất đó là cái thời đi học của em. Vì gia đình của em xuất thân cũng là nghèo khổ chứ không phải là khá giả gì. Nên là khi mà đi học thì mẹ em là cũng lo tiền cho em đi học, chứ không phải là giống như người ta mà lấy tiền đi đóng, mẹ đưa tiền đi đóng, mẹ em phải đi mượn đầu này, mượn đầu kia vay để đóng tiền học. Thì tất nhiên là mong muốn con mình học giỏi, mong muốn con mình nên người. Nhưng mà ngay từ lúc còn nhỏ sinh ra là em đã có cái tính khác người như vậy. Điệu chị Khánh Chi vậy đó. Điệu lắm hả? Điệu như vậy đó. Cái tính mình là con gái, nhưng mà nhiều khi không phải em nói nó vấn đề nó hơi nhạy cảm chút xíu. Đi tắm em nhìn xuống em nói ủa sao mình, em chỉ nói là sao mình tính mình con gái mà sao mình giống mấy thằng con trai trong xóm. Nhưng mà không cho phép mình là con trai, cứ nghĩ mình là con gái như vậy. Thì đi học thì thật ra cái thời của em bị ăn hiếp gì lắm. Chỉ với cái lý do là gọi là BD đó. Thật ra lúc là tiểu học thì em học rất là giỏi, nhưng mà càng lên lớp thì cái sự kỳ thị cũng như là ăn hiếp em ức hiếp quá. Đánh mà anh có biết từ ở trên cầu thang cái dốc mà đi xuống á, từng lớp vậy nè, đạp thẳng đầu em xuống dưới luôn. Tự nhiên đánh luôn hả nha? Tự nhiên đánh là em cũng chưa hiểu lý do tại sao. Thì hồi đó em rất là hiền, em rất là ngoan, một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng dạ. Thì đi đang xách bịch nước nhẫn nhơ, anh biết BD mà, đi điệu vậy nè. Xách ra cái nghe một cái ầm té xuống thì đâu ai đỡ vậy, cái nghe cười ha 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 ha, quay qua thì thấy một đám thanh niên học trên khối mình đá mình xuống. Cái em mới tức quá, mà bây giờ nếu mà em chửi thì nó đánh nữa, mà lúc đó em cũng không biết chửi gì hết. Em nói là em làm gì mà đánh em như vậy, thì tụi nó nói là BD thích thì đánh thôi, mình nói tiếng nữa đi. Lý do là em mới hiểu là BD là bị đánh vậy đó, BD không cần có cái lý do gì thích là đánh. Dạ. Ở ngoài đời như vậy em mà có bao giờ em đem những cái chuyện bị ăn hiếp về kể với bố mẹ của mình không? Về nhà thì em chỉ biết là tâm sự với ở nhà, chứ lúc đó em cứ như là em hụt hẫng lắm, em buồn dữ lắm. Nhưng mà về nhà thì lại bị chửi. Về nhà thì nói mày chỉ có kiếm chuyện với người ta thôi, chứ mắc cái gì mà người ta tự nhiên đánh mày. Thì lúc đó em càng ôm cái nỗi mà khó, giống như là em không biết tâm sự cùng ai hết. Em ức chế, bây giờ ở ngoài đánh mình chỉ mong là được về nhà mét mẹ nhà không chia sẻ luôn. Rồi khi mà mẹ nói em như vậy á, em cảm thấy như thế nào đó? Mẹ em thì nói chung la em vậy thôi, nhưng mà mẹ em là người sinh em ra, cho nên là mẹ em hiểu hơn ai hết. Mẹ em thì biết con mình như vậy, nhưng mà cũng là không có chấp nhận sự thật. Cứ cho là nó là con trai nhưng mà nó điệu vậy đó. Nhưng mà thật ra thì em cũng có tâm sự với mẹ em, nói chắc con bóng quá mẹ ơi, chứ con không phải là con trai đâu. Mẹ em nói khùng quá, mày là con trai mày phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên chứ, điệu như vậy tụi nó đánh mày nữa, tụi nó ăn hiếp mày nữa. Thì lúc đó em mới chợt cảm nhận là có thể mẹ em đã biết em như vậy, nhưng mà không cho phép em sống thật với bản thân mình. Mẹ em sợ, bởi vì em là dù sao cũng là con một trong gia đình, cho nên là mọi cái giống như là nhà mọi cái hy vọng là đều đúng dành cho em, hy vọng cho em, tại vì giống như em con trai một vậy đó. Mẹ em là con trai một hả? Dạ. Rồi bà con trong họ em thì có ai ủng hộ đồng tình với em không? Hầu như là đa số là gia đình em là các dì cậu đó có con trai không à, cho nên là tụi nó cũng không có được thân thiết với em, thấy em ẻo lả kỳ cục quá, tụi nó không thân thiết. Em phải mạnh mẽ tuyên bố là gia đình chẳng ai quan tâm em, thấy em khác người quá đó.
Thì tuy là mẹ em có đánh, có đập, có chửi em. Chị biết một lần đánh là đánh mấy cái bông dâm bụt đó chị, là cắt ra như vậy nè, cắt dài dài ra như vậy rồi bó lại 5 cây hoặc 7 cây đánh. Nhưng mà đánh thì đánh thôi, chứ còn em đã như vậy thì sao em có thể là em làm em giả vờ làm con trai, em cũng giả vờ làm không được nữa. Có bao giờ mà em bị đánh đau quá sao em thấy em hận mẹ em bảo là con đâu có lỗi gì đâu mà mẹ đánh con vậy? Em nghĩ nếu mà một người bình thường á sẽ rất là hận cha mẹ mình, nhưng mà em đau thôi chứ không phải là em có cái cảm giác là ghét hay là hận cha mẹ em cả. Vì khi mà em bị đánh thì em khóc rất nhiều, thậm chí mà khi bị đánh á, những người trong gia đình hầu như là cho chừa chứ không ai can em hết, hoặc là nếu mà có can thì thấy em mà chịu hết nổi mới lại thôi đánh như đó được rồi, lúc thôi được rồi là anh biết là em cũng bầm dập rồi te tua hết rồi. Lúc đó em chạy ra nhà sau á thì em thấy mẹ em ngồi khóc, và em đã có một cái dấu hỏi trong đầu là tại sao mà mẹ mình đánh mình mà mẹ lại khóc. Phải chăng là mẹ đã đồng cảm với mình nhưng không muốn những người trong gia đình đánh trước mặt mọi người thôi. Dạ, không muốn những người trong gia đình cứ nói về bàn tán về vấn đề của em, về giới tính của em hoài, nói là cho, tại vì những người trong gia đình đó là cho là em đi chơi với những người bạn như vậy bị lây đúng không? Thì bị lây, nhưng mà thật ra thì lúc đó trong xóm em ít có ai bóng gió hoặc như bây giờ lắm. Cho nên là em, bản năng của em là chưa tiếp xúc nhiều với bạn bè giống như giới của mình, mà em đã biết em khác người rồi. Vì vậy là từ từ thì phải nói là một thời gian khá dài mẹ em cũng mới hiểu đó. Nói về những người trong gia đình em ha, họ hàng trong gia đình em bảo là có rất nhiều người gia đình có con trai nhưng mà chỉ có em là người đồng tính ở trong nhà giai đoạn đó thôi, thì cái việc mà phân biệt đối xử với em nó có nặng nề hơn so với những người khác nhiều không? Thật ra thì nói nặng nề thì nó cũng hơi quá, nhưng mà ví dụ như bình thường em lỡ đi ngang phòng của những cái gì của em đó thì em thấy là con cái họ được thương yêu dữ lắm. Còn riêng tới em, anh chị tin không, một năm có một ngày Tết thôi mà tất cả mấy đứa cháu đều được lì xì đủ hết. Còn riêng mình em thì mấy người lớn hình như là ít khi nào để ý tới em lắm. Những người quan tâm em thật sự mới lì xì cho em. Giống như là cái gì em cũng là người đến sau vậy đó. Rồi đi ngang cửa phòng mà thấy tụi nó được cha mẹ thương yêu á, mình thấy mình tủi thân lắm. Tại vì em thì cha em bỏ mẹ em từ lúc em bé mang bầu á. Mẹ em cũng bị ba em đánh đập. Cũng bị bạo hành gia đình đó, thì theo lời kể của mẹ em lại thôi thì mẹ em chịu hết nổi rồi mới nguyện là bây giờ đẻ được thì sẽ bỏ ba em, tại vì ba em đánh đập quá. Cho nên là mẹ em, là lúc mà mang bầu em hả, là ba em đánh mẹ em lắm hả? Dạ. Rồi sau đó có bao giờ em có suy nghĩ là em sẽ tìm lại ba của mình không Linda? Em không biết tìm ông ấy ở đâu nữa, bởi vì ông ấy đã chết đi cũng được 6-7 năm. Có nghĩa là ba em cũng có gia đình khác, có vợ có con khác rồi, thì khi mà ba em bị bệnh mất thì em cũng lên thắp nhang vậy thôi. Nhưng mà do không ở cùng cha từ lúc còn nhỏ, biết mặt cha nhưng mà mình không có cảm giác thương cha, không có tình thương nhiều. Nhưng mà em nghĩ cũng may đó, chứ nếu mà em mà còn cha chắc em còn bị đánh hơn vậy nữa, tại vì ba em là một người rất là nóng tính. Rồi bây giờ anh chỉ muốn hỏi thêm về mẹ của em á, là cái người đồng hành cùng em rất là nhiều cái giai đoạn ở trong cuộc đời. Thì gần đây anh có thấy một số các chia sẻ của em nó khá là buồn về mẹ của mình, thì anh không biết cái nỗi lo của em về mẹ của mình là cái nỗi lo là gì? Anh chị cũng biết là người lớn thì hay bệnh. Thì mẹ em cũng tâm sự với em như vậy, là mẹ em đang mang bệnh. Và em cảm thấy tình yêu của mình thì nó không thế đâu, nó không có được suôn sẻ với người ta. Cho nên là em buồn và em lo về sau này. Tại hiện tại thì em cũng không ở được gần mẹ. Mẹ em bệnh gì? Mẹ em thì cũng nhiều bệnh chị, nhưng mà bệnh nặng nhất là bệnh tim. Tính em thì em hay, ý là em cũng ngang bướng lắm. Khi mà trước mặt với mẹ em không có ngọt ngào được. Nhưng mà suy nghĩ chuyện gì em cũng là người có lỗi hết. Công việc dồn nén, rồi ngoài xã hội, đến khi về nhà em mới cảm nhận được là ngoài mẹ em ra thì không ai thay thế được. Tại vì ba thì em mất ba rồi thì em không nói, nhưng mà mẹ em từng ở chuồng heo.
mẹ em lúc mà có chồng khác từng ở chuồng heo, từng ngủ với ba dượng em ở ngoài chuồng heo, cho nên là em không thể nào mà bỏ mẹ em được. Chỉ là điều kiện không cho phép em làm những cái ước mơ thực hiện được. Cho nên là bây giờ càng nghĩ em càng thương mẹ em. Cái lúc mà mẹ em tiếp một bước khác thì người đàn ông sau này của mẹ em á, em cảm ơn chị, người đàn ông sau này của mẹ em rất là khổ, nhưng mà vì mẹ em quá thương nên chấp nhận đi theo người đàn ông đó để về ở chuồng heo. Thì từ từ thì bên bác của ba dượng em đó thấy thương quá, thấy thương hai người quá, hai vợ chồng này quá, mặc dù là không có tổ chức đám cưới gì hết, chỉ là ở với nhau công khai như vậy thôi, mà bên gia đình ngoại em và anh chị nhà em lúc đó mẹ em mượn 10.000 cũng không cho nữa. Nó làm gì có tiền mượn, thì nó không có tiền nó trả. Thì lúc đó mẹ em phải vì thương quá nên ra ở chuồng heo. Sau này em thấy là trời cũng thương chứ, trời không ai dồn vào bước đường cùng hết. Về ở với ba em một quá trình dài cũng mấy năm thì cũng được bác Bảy bên ba dượng em á cho một miếng đất ra, rồi cắt một cái nhà nhỏ ở để hai vợ chồng ở. Bây giờ ông bà Sam cũng mất, mẹ em ở một mình, cái nhà đó thì rất là nhỏ, nếu mà kêu em về ở với mẹ em thì không đủ chỗ để em về luôn á. Chỉ đủ nhỏ như vậy luôn, đúng rồi, chỉ đủ mẹ một mình mẹ em ở thôi à, không đủ chỗ em về. Lúc mà mẹ em á mà cứ nói câu này là em khóc. Mẹ em nói là mẹ buồn quá, ước gì mà con về ở với mẹ chị. Thì anh nghĩ đi, em thì đi suốt ngày, mẹ em ở mình thì em đâu có an tâm đâu. Cho nên là em lo lắng nhiều cái lắm. Nhưng mà bây giờ em ở đâu? Em ở gần, cũng như là em ở quận 2 á chị. Hay ở với không. Ai? Trước khi ngoại em mất thì ngoại em, cái nhà đó ngoại em cũng có cất, là cũng có trói lại là nhà đó là nhà thờ, nhà tổ, không được bán. Con cháu đứa nào không có nhà thì về ở chung, thì em cũng được một cái phòng nhỏ ở trên trong nhà đó. Dạ, chứ thật ra thì em chưa có điều kiện để về ở với mẹ em. Ừ. Này, hiện tại nhà mẹ em ở đâu? Mẹ em thì cũng gần đó thôi, cũng giống như là gần đó đó. Ngày nào cũng chạy lên, cứ 3-4 giờ chiều làm chạy lên nhà mẹ em ăn cơm với mẹ em vậy đó. Thì em đã trải qua một quá trình rất là dài để mà điều trị nó, để trở về cái hình dáng như bây giờ. Thì em có thể chia sẻ với mọi người về giai đoạn đó không ta? Thật ra thì lúc đó coi như một cái tai nạn của em vậy đó. Do em ẩu, em ăn nó nhiễm trùng, lúc em mới làm thì nó nhiễm trùng. Là em mới vừa sửa sắc đẹp. Dạ. Thì em cũng làm từng bước một, chứ không phải là một lần mà nó trở lại bình thường như vậy được. Nhưng mà cái điều mà em dẫn đến mà đến ngày hôm nay thành công nhất vẫn là cái chỗ dựa tinh thần, là nhờ mẹ em khuyên em để cho em có động lực. Thì đơn giản thôi, là mẹ em khuyên em mỗi ngày luôn, lúc nào cũng điện thoại hỏi thăm em, rồi khuyên em sao mà cho em cảm thấy có một cái niềm tin, chứ lúc đó là em cứ đòi chết không. Có những người khi mà họ bị những cái tai nạn đó họ sẽ giấu đi, nhưng mà có một giai đoạn Linda sẽ post những cái tấm hình đó lên mạng, và anh muốn hỏi lý do vì sao em lại chọn đối mặt với nó. Nhiều người cứ nghĩ là em đăng lên để giống như là em sẽ cần người khác tài trợ cho em chữa qua khỏi, cần số tiền để tài trợ, nhưng thật ra không phải như vậy. Tại vì em làm em cũng có dành dụm tiền mà. Lúc đó thì em đăng lên chủ yếu là vì em muốn đối diện với cái sự thật. Nếu em muốn sống tiếp thì em phải đối diện với sự thật. Cho nên em đăng lên để cho em thấy là mình bị như vậy, nhưng mà mình phải mạnh mẽ. Dám đăng lên có đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ dám can đảm đương đầu với cái sự thật để sống. Chứ nếu mà giấu đi thì có lẽ là nhiều thông tin, nhiều người sẽ bàn tán ồn ào hơn. Cho nên thà em công khai lên như vậy cho người ta ai biết thì biết, muốn nói gì nói. Nhưng mà có nhiều cũng khi có khi lại bị sai chiều nữa. Cũng đăng lên như vậy thì nhiều người vô rồi hài lòng hả dạ với cái tai nạn của em. Nhưng mà bây giờ thì không cần phải nói nhiều với họ. Mấy tháng em mới chữa lành được cái khuôn mặt của em? Phải 2 năm đó chị, gần 2 năm luôn trời. Tại vì nó nhiễm trùng đâu có làm gì được đâu. Phải đi bệnh viện cho người ta rạch hết cái mặt em ra, rạch hết cái đường này luôn nè. Chứ người ta tẩy trùng ở trong đó, người ta sát khuẩn sau đó rồi để cho nó lành hẳn, rồi bắt đầu mới tiêm từ từ. Chị biết không phải là tiêm một lần là đẹp đâu. Mỗi lần một ít như vậy
tốn tất cả bao nhiêu tiền khi mà chữa hết 2 trong 2 năm đó? Cũng khá nhiều tiền đó chị. Giống như tiền em làm từ từ hả? Dạ. Có bao nhiêu tiền là làm mình vô cái mặt hết? Làm bao nhiêu tiền dụm là cũng đắp vô cái mặt hết. Rồi trong cái lúc mà em chữa, em là tất cả mọi cái con đường chữa trị của em nó đều trải qua suôn sẻ hay là nó lại có một cái biến chứng gì nữa trong quá trình em chữa trị không? Tại lúc đầu là em cũng không biết là mình nhiễm trùng, em chỉ thấy nó ngứa ngứa. Rồi em để im luôn, em nghĩ là ngứa rồi uống thuốc thì thôi. Nhưng mà khi mà đi khám kỹ lại thì mới biết là nó nhiễm trùng, nó mới gây ra những cái biến chứng nhiều như vậy. Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi xong rồi, coi như cuộc đời tới đây chắc kết thúc rồi. Nhưng mà không nhờ mẹ em động viên em, nhưng mẹ em biết là em sẽ tìm cái chết á. Gặp không có ở trong nhà nữa thì mẹ em cứ chạy lên chạy xuống cái điện thoại liên tục. Thì nhìn mẹ em vậy thì em nghĩ nếu mà bây giờ mình chết thì mình sẽ có một khối tội lỗi ở lại. Nên là em nuốt nước mắt ngược vào trong. Những người mà mỉa mai em nuốt ngược vào trong. Chiều đi học thì được đưa đón, được cưng chiều như vậy. Bạn bè rất là thân thiết với nhau. Nó chưa hiểu được những gì mà em đã từng trải qua. Em chia sẻ với chuyện tình yêu em đi, mối tình đầu của em. Thật ra em, nếu mà em nói là em không có rung động về tình cảm thì cũng không đúng. Vì em là một người không bình thường cho nên cái chuyện tình cảm nó đến không bình thường mà nó đi cũng không bình thường lắm. Ví dụ như là cái miệng người đàn ông đó nói là thương em, không quan tâm đến là em dù có chuyện giới hay không thì vẫn không quan tâm, vẫn thương yêu em. Nhưng nói là một chuyện, mà khi sống chung với nhau một thời gian dài sẽ là một chuyện khác. Một điều mà sự thật nó luôn phủ phàng là mình đâu phải là một người con gái đâu mà có một cái gì đó để khăng khít, để là một sợi dây ràng buộc giữa mình và người yêu của mình. Khi lúc đầu họ thích mình, họ biết mình như vậy, nhưng mà vào đi, càng đi sâu vào thì họ mới thấy được là cũng giống như là họ suy nghĩ là con gái vẫn hơn. Rồi họ cũng sẽ quên lãng mình, bỏ mình với một cái lý do rất là lặng nhắc. Cho nên là bây giờ đối với tình cảm của em á, em không bao giờ mà em ghen mình với con gái cả. Vì chắc chắn đàn ông là họ phải lấy vợ, họ thích con gái hơn rồi. Nhưng mà em chỉ cần cái tình cảm nó có một cái sự gọi là bền vững, thì nó không bền vững đi, nhưng mà nó phải hiểu nhau. Nếu mà một khi yêu em thì phải hiểu em, và không phải là so em với con gái gì hết. Con thú nó còn có tình cảm, nó chỉ con người. Thì đến được bao nhiêu thì em tôn trọng, em quý mến, em gìn giữ. Còn hết duyên thì đi thôi. Chứ giờ đối với em thì tình yêu nó không là cái vấn đề quan trọng trong cuộc đời của em nữa. Vậy trước kia em chưa hề có mối quan hệ nghiêm túc với ai hả Đa? Có tình yêu đã nào thì... mà thật sự yêu nhau thật sự Em có thể chia sẻ cái mối tình đó. Cái mối tình của em thì nó không sâu đậm lắm đâu. Chị em thì nói chung thôi là khi yêu thì cái gì cũng đẹp thời gian đầu hết á. Rồi từ từ ở chung nhau rồi mới biết cái tính xấu của nhau. Rồi mình bóng gió vậy nữa, người ta đâu có thứ người ta cần. Em thấy con gái nhiều khi còn làm mệt, nói chi là chị em mình như vậy. Khi mà nó chưa được đậm sâu lắm thì là em thấy không bất ổn là em ra đi. Em không để lúc mà quá đậm sâu. Vì cái quá đậm sâu của em nó trải qua từ lúc em còn nhỏ rồi. Nó đậm sâu cỡ nào rồi nó cũng giống như là hộp mấy cũng tan. Nên em sẽ không cố giữ những thứ mà không đáng để giữ. Tình yêu to nhất của em là mẹ em thôi chứ. Ngoài ra thì đối với em mọi thứ thì không quan trọng lắm. Theo cái cách mà em chia sẻ trên mạng xã hội cách đây cũng không lâu lắm, thì em có chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Và em nói về cái người đó một cách rất là bực dọc về cái người đó. Anh mới nhận ra là em không có sợ người ta không yêu em, nhưng mà em sợ cái người ta lừa dối tình cảm của em. Dạ. Em rất là ghét bị lừa dối tình cảm. Em có bị ai lừa dối chưa? Thì đối với em á, em thì đâu có gì đâu họ lợi dụng. Nhưng họ thì nghĩ khác. Họ thấy em xe xua hoặc là thấy em đẹp quá, chắc có tiền nhiều lắm. Thật sự là không. Có tiền em cũng để dành, em trăn trở trong nhà cho gia đình, cho mẹ em chứ. Mà khi mà một cái tình yêu mà nó có cái mùi tiền hoặc là người ta muốn lợi dụng mình thì mình giảng ra là được rồi. Nên cuộc đời em thì chưa có ai lừa gạt tình cảm em được. Chỉ có là giống như là bóng kính mà giả trai vậy. Kể câu chuyện ở đây. Nhưng mà chưa biết rõ câu chuyện thì như cũng nào. Giống như là em không biết là có nhiều chị em bị như vậy chưa. Nhưng mà em thì em thấy nhiều lắm. Thấy trước mắt là em nè chứ không phải là ai hết. Giống như là
bóng thì cũng có nhiều loại, giống như em hay nói vui trên livestream của em, bóng thì cũng có 5-7 loại bóng. Thì có nghĩa là như em là bóng lộ nè, rồi mấy anh mà chị thấy manly đó, bóng kính, tập cho đô lên cho nhìn vạm vỡ. Thật ra thì họ cũng mang một giới tính như vậy, nhưng mà họ lại thích giả làm con trai bóng kính á, để gọi là thả thính. Không, cái đấy là bóng kính, cái đấy là giả trai luôn, giả trai bóng mà giả trai hả, giả trai đó. Rồi tán tỉnh đó là em bị lừa, là bị lừa tình như vậy đó, bị lừa về cái mảng giả trai lừa em, chứ thật ra em đâu có gì đâu mà em không nhìn ra hả ba, em không nhìn ra được hả? Không chị, bây giờ bóng nó đa dạng lắm chị ơi, nó gồng dữ lắm, nó gồng hay lắm chị. Lúc mà nó gặp mình thì bằng mắt thường chúng ta không thể phân biệt được trai thẳng hay là trai công đâu chị. Lừa mọi thứ luôn, nhắn tin á, em rảnh chưa, anh mới đi tập về mệt lắm, anh nghỉ ngơi cái. Thì mình chỉ biết như vậy thôi, chứ mình đâu có biết là bên kia họ tập xong họ làm cái gì đâu, phải không? Đó, rồi nhiều khi hẹn ra thì gồng dữ lắm, gồng đến phút 90 rồi đó. Rồi thấy cái mùi sao, ủa sao kỳ kỳ vậy ta. Thấy như bạn chung thì cũng toàn với đê không, mà giờ hả, hỏi thì không nhận. Cây kim mà giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Khi nó nói chuyện với mình đó thì nó cứng lắm, mà bất chợt mình thấy nó đi uống cà phê ở đó mình mới biết nó là bóng luôn. Nó điệu đó, trời ơi vui. Nó làm gì đó chị, nó múa dữ lắm, nó múa còn hơn là rồng múa nữa, múa phượng, múa rồng. Rồi ơi, bắt đầu là em cũng thấy là em mất niềm tin ở đàn ông luôn. Mà chị em với nhau gồng cua nhìn chi trời. Phải chị ơi, nó thấy em kiểu như là cũng có sức ảnh hưởng, nó muốn tán tỉnh để ghẹo em vậy đó. Rồi có ai em đã từng quen mà kiểu trong giới luôn nha, mà gồng, rồi sau đấy em phát hiện người ta cũng lộ không? Kiểu lộ thành con gái luôn á. Có thì có, là người ta công nhận mình là như vậy, nhưng mà người ta thương em thì em thấy người ta cũng hợp với mình, cái mức độ gồng chấp nhận được, và mình thấy là họ không có những mối quan hệ mập mờ nào khác. Khi vô tình biết họ đến chỗ đó thì cũng đi âm thầm theo dõi, thì thấy họ cũng cứng như trong hình, cứng như ở ngoài gặp mình rồi vậy đó, thì bắt đầu là cũng quen, nhưng mà cũng không được lâu đâu. Em nghĩ tình cảm nó phải có một cái gì đó nó khăng khít mới lâu được. Chẳng hạn như là con gái với con trai như thế nào thì nó còn lâu dài. Còn như em thấy sao khó quá. Chắc do cái số phận của em nó như vậy, do cái số phận của em giống như là gắn liền với cô đơn, cô độc thì phải. Anh thấy giống như là đa chọn cái con đường cô độc hết đây. Anh thấy một điều rõ ràng nha, em bị mất niềm tin vào người khác. Mà khi mà mình đã không có niềm tin vào người khác thì mình đâu có dám để người ta gần mình. Đúng rồi. Em mất niềm tin với một số người thôi, một số dạng người, nhưng không quy chụp được. Vẫn có người tốt chị sau lưng mình. Rất là nhiều người tốt. Vẫn rất là nhiều người tốt, nhưng những người tốt đó có thể không phải là đối tượng để yêu thương, mà là anh chị, bạn bè bình thường. Đa, anh chỉ muốn hỏi như vậy nè, có nhiều người họ gọi là cà khịa em trên mạng xã hội đi ha, và đôi khi anh thấy em phản ứng, và đôi lúc anh không biết em có nhận ra không khi mà cái cơn nóng giận của em nó xuất hiện, đôi lúc em phản ứng bị thái quá, không biết em có nhận ra điều đó không? Dạ đúng chứ. Khi mà anh thắc mắc trong lòng của anh là không biết khi mà Đa về nhà rồi, khi mà mọi thứ ở quanh mình yên bình rồi, em có suy nghĩ lại không? Có hối hận về chuyện mình đã làm hay không? Con người mình á, em đã từng lên mạng xã hội công khai là em nói mình, nếu mà mình là quân tử, mình là một người biết sống thì có lỗi mình phải xin lỗi. Và em đã gặp nhiều trường hợp em biết lỗi đó của em. Em thấy là em quá đáng thì em tự nguyện, tự động em xin lỗi người ta. Và khi về suy nghĩ lại thì em biết được cái lỗi của mình, thì có thể bài đó em thấy bài này mình đăng như vậy là quá đáng hay sao, tùy vào mức độ quá đáng của em xóa liền. Em xin lỗi liền. Còn ví dụ như mà những cái bài nào mà em không xóa là anh chị cũng hiểu rồi đó. Là phải có lý do. Dạ. Chị Chi biết lý do vì sao mà em một hai phải cố thuyết phục Đa tham gia vào chương trình của mình không? Tại vì em biết, em chắc chắn Đa sẽ có một số điều muốn nói nhưng chưa có cơ hội để chưa nói. Chưa có cơ hội để nói. Nên anh thật sự muốn em được ngồi ở đây để có thể để nói được lòng. Ngay cả những hối hận của mình, mình cũng nên nói cho rất nhiều người biết để họ hiểu là mình là không phải là một người làm càn. Mà một hai mình phải làm bậy, đấy là chuyện của mình, nhưng mà mình cũng có những lúc mình nhận ra lỗi của mình. Dạ. Tất nhiên ai cũng có một lúc nào lỗi lầm, và biết mình có lỗi và sửa lỗi thì mọi người sẽ thông cảm và hiểu mình hơn. Em không có cho mình hướng cố chấp đâu. Em nghĩ nếu mà kể chắc tới mai tới mốt cũng chưa hết nữa, nhưng mọi mà mọi người ngồi nghe thì không ai dựng 2-3 tập thôi, đâu có sao đâu cưng. Nhưng mà em hy vọng là sẽ có nhiều dịp
để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn nữa. Vì hôm nay, ngày hôm nay và đến với chương trình, em cảm thấy một cái sự niềm tin rất là lớn dành cho anh chị, dành cho chương trình, cho nên em mới tham gia. Em cảm thấy rất gần gũi, em không cần sự thương hại của ai cả. Dự định tương lai của Đa như thế nào, có thể chia sẻ được không? Nhiều người hỏi em là sao không chuyển giới đó. Thì em tất nhiên là em phải có lý do của em. Cái nếu mà em chuyển là em đã chuyển lâu rồi. Lúc mà em còn làm ăn được á, thì em đã chuyển lâu rồi. Nhưng mà khi mà em chuẩn bị đi thì em nhìn lại, sẽ mất nhiều thời gian để mình phục hồi vết thương. Và nếu như đi mà rủi mẹ em có chuyện gì thì sao? Tại vì mẹ em luôn nói là mày làm gì làm đừng giải phẫu. Không phải với cái mơ ước là em sẽ quay đầu lại làm con trai để lấy vợ lại không. Mẹ em chỉ sợ ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Em phải để dành sức khỏe. Bởi vì khi mà mẹ em già lớn tuổi rồi thì em phải có sức khỏe để lo cho mẹ em. Nhưng mà chị hỏi em muốn, em có muốn chuyển giới không? Cái sở thích em muốn không? Em không muốn. Em không muốn, em không muốn. Thật ra em đã có từng có muốn rồi nhưng mà sao nó suy nghĩ lại? Do cái tình cảm giữa em và mẹ quá lớn chăng? Cho nên là Linh đang sống với mẹ. Cho nên là em nghĩ là mẹ em đã hết dành cả đời vì em gì? Tại sao em không dành được một cái ước muốn hoặc là một cái sở thích nhỏ nhặt của mình mà để mình cho mẹ mình vui được? Một ngày đẹp trời mẹ em đồng ý và em đủ điều kiện em sẽ đi, chứ không phải là em sẽ không bao giờ chuyển giới. Đã biết sao không? Qua cuộc nói chuyện này á, anh chỉ mong là khi mà em đã trải lòng với tất cả mọi người rồi, anh hy vọng là cái niềm tin của em đối với những người khác nó sẽ lớn hơn. Và nó sẽ giúp em vượt qua rất là nhiều những cái rào cản mà nó đã đóng cái tâm hồn của em lại từ rất là lâu rồi. Em phải mở lòng ra với mọi người để sao mọi người hiểu mình, mọi người đồng hành cùng với mình và cùng chiến đấu lại cùng với mình qua những cái rào cản mà đang ở trong cuộc sống của em. Chứ em đừng có mãi mà đóng cái cửa lòng mình lại như vậy. Đừng có cô lập mình như vậy. Dạ. Và thay mặt chương trình thì chị và Tương chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc, và chúc em gặp được nhiều người bạn tốt đối với em, để em mở lòng ra, để cuộc đời em vui vẻ hơn. Và chúc em sớm thực hiện được ước mơ của mình. Bạn có thể lựa chọn cái sự mạo hiểm của yêu, hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn cái sự an toàn. Cũng như là em thấy hầu hết là mọi người đều sẽ suy nghĩ là nếu mà cưới thì tôi sẽ được liên hoan, nên em không thể cưới tiếp cho em hơn, tại vì cưới anh trai tôi không thấy an toàn. Rồi tôi về ngày nào tôi cũng phải đau đớn, không biết người đó ngoài nhà cái gì, có những cái quan hệ với ai, mệt mỏi xuống sắc các kiểu, rất là nguy hại này sắc phụ nữ. Nhưng mà nếu mà để bản thân em không có yêu cầu mọi người phải giống mình, nhưng mà em muốn cho mọi người biết là để em có thể duy trì tốt tình cảm và nhận được cái tưởng hai kia, cũng như mọi người đều phải góp một chút để cho tình cảm mình ngày càng dài hơn. Và để mà lựa chọn thì em nghĩ là em sẽ lựa chọn một anh chàng tương ngoại hình hơn. Dạ, còn đó là bạn mình cũng như là hư ngoại hình mà ngoài tính cách, tức là một người nếu là khi mà yêu hay đó là yêu tất cả những thứ thì họ từ tính cách, cách sinh hoạt, đi đứng ăn nói, chứ không phải đơn thuần chỉ vì cái ngoại hình thì là một cái sở thích bản thân mình thôi. Cho nên đó, đồ thế nếu mà mình quen được anh thích đó, sở thích của mình có sự đồng điệu với người dân đến định điều cho đúng được. Cho nên là không có nhất thiết cần phải thuần hóa người này trở thành một người kia. Đôi khi ở vị trí của cô của chị Hương Đức thì mình cần cái đó trong một cái chuyện khác. Thì ok, bạn thiếu kinh nghiệm mình có thể chỉ thôi. Nhưng còn về trong những thủ tính về tình cảm, về tình yêu thì gắn kết với nhau thì người ta không nên. Có nghĩa là không nên hướng cho người ta là em phải thích coi phim tình cảm thì anh cũng phải thích coi phim tình cảm. Cái điều là họ phải là họ, nhưng mà mình yêu cảm của họ, đó mới là quan trọng. Rồi, thì tạm thời xin được năm phút để tạm cho nói gì được không biết nói đã họ đã có nhiều lần là mình phải theo đuổi, và khi biết mà trong mắt mình thật ra khi mà mình vô cuộc rồi đó, mình yêu rồi đó, mình đã lỡ yêu rồi thì giờ đúng không, nó hơi nhiều chuyện mình phải chấp nhận thôi. Thì cũng như con yêu nó dùng cái gì mà
Ừ, được như vậy. Được chị. Rồi chứ bây giờ mà tại vì trong cái giả thuyết chị lội được ra đó là mình gặp một người yêu em và mình đã có sự rung động, đồng nghĩa với là mình có tình cảm với họ. Và khi mình có tình cảm và không có lựa chọn bên, nếu như ngồi đấy câu chuyện với em là có hai lựa chọn thì em sẽ lựa chọn theo sở thích của mình. Còn đây khi mà mình rung động và tại thời điểm đó mình cô đơn, mình có một mình thôi và mình không có lựa chọn bên thì mình cứ đến với những người mà mình cảm thấy là mình thích. Rồi sau đó khi mà mình cũng trải nghiệm, mình cũng trải nghiệm cùng với người trang ngoan. Rồi có cái gì mà xương xương tất cả đều là trải nghiệm hơn. Ngoan quá thì mình chỉ cho Hương quá, Hương chút đỉnh. Nhưng mà thật sự thì Hương đến cái mức mà của mình mong muốn thích cỡ vậy thôi đó. Còn Hương quá thôi đi luôn đi. Thật ra đó, nếu mà mọi người ơi, nếu mà quen được một người trang ngoan giống như là Lý Thuyết Độ nói thì trời chắc có lẽ khá là thú vị đó. Thật sự là cái gì cũng về kể kể cho vui lắm á. Rất là hiếm luôn. Thì ở vị trí của Hà thì em là người trẻ, thì ví dụ như em gặp một đám hợp sở mà dám đi làm chiều về với gia đình, khi mà mang em về thì bạn cũng lỡ được ra nhiều hơn. Thì mà trong khi cái ý mình mong muốn thì phải muốn có được, thì phải muốn em trong cái này em thấy là về cái gu thì sẽ là như vậy, nhưng mà em thấy cái cuộc sống văn phòng hay là cái việc mà họ sẽ đi làm xong có thời gian mình vẫn tốt chứ, nó có gì là xấu đâu. Tại vì hơn hết là họ xong công việc thì cái người đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là mình hoặc là sẽ là gia đình của họ. Thì những cái người đàn ông đó họ sẽ sống rất là tình cảm và họ biết sang sẻ mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thân yêu hơn. Nhưng mà nếu mà thật sự là đúng là bề ngoài là nó như vậy, nhưng mà trong cái cuộc tình yêu của em thì cái là sở thích của mình là thì em hỏi là cái quan gì quan trọng quan giả không quan gì không nha, tôi tí là cũng được mà hư quá thôi, chắc đi đâu thì nó xa lắm vậy á. Rồi chắc là cô thì chắc là chị Hiếu này chắc chưa bao giờ, tại vì khi mà bước vào vô chị Hiếu là phải người phải có sự can đảm rồi. Can đảm ở đây bởi vì sao? Cái thứ nhất là cái kinh nghiệm rất là nhiều, thứ hai nữa là bây giờ ai cũng biết mình là đúng không, thì những người bình thường họ đâu biết nhắc là người bình thường đúng không, cho nên là dĩ nhiên là chỉ có những người đàn ông thực sự là đẹp thôi là phải có được sự thép mới có thể cua được thôi. Hai của cái bê tông cô thép dữ lắm. Không có gọi là không có cảm giác gọi là không bao giờ là đủ hết, nên là các bạn rất là hay tìm người này người kia, rồi ngày hôm nay là bạn này là chồng tôi và ngày hôm kia anh kia làm vợ tôi, ví dụ như vậy thì đó nó rất là rối. Thì mà đa phần nha, các bạn đó đều là cái ngoại hình và cái tính cách về là bạn con, nên là lâm ra thì em thấy một phần nó cũng ảnh hưởng đến đứa con. Thật sự ra chị chỉ có cái này em nói thì nếu mà họ tìm ngoại hình những người bé con mà xăm trổ hay là họ tìm họ quá bóc về một ngoại hình đó sáu múi xăm trổ đi cơm thuốc rồi thì cái đó mình nhìn được liền nha. Nhưng mà có một bộ phận bé con nhưng mà rất là gọi là ngầm, có nghĩa là họ rất là văn phòng mọi người ơi, rất là văn phòng, rất là lịch sự, nhưng mà tối thì thôi à bay lượn vô tư vậy đó. Vậy đó bay lượn không, khi mà đêm buông xuống tắt đèn rồi trời ơi. Cho nên là em cũng nói gì với mọi người khái niệm mà trai hư hay trai ngoan đối với em nó rất là mập mờ, bởi vì em không có tư người là mình đã biết nhiều quá rồi, mình không hiểu. Mình không hiểu họ là sao. Cái trai hư trai ngoan nó rất là khó, cái kiểu mà nhìn mặt ở hình dung á nó khó lắm, nhiều khi nhìn thấy vậy chứ bao vậy, khi tiếp xúc khi một thời gian tìm hiểu mới biết, chứ nhìn cái đâu biết liền. Nhìn thì hầm hố, nhiều người hầm hố là nhìn như con mèo. Ờ đó, kiểu có người đấu trước kia, nhiều người đấu trước kia là chỉ rất là ngoan thôi. Còn nhiều người ở trong phòng nó chứng bỏ ra vậy bản thân luôn không biết được. Cho nên là ở đây là nếu mà ngoại hình mình quyết định cũng hơi khó. Cho nên là chỉ có quan trọng là sự trải nghiệm của mình đối với người đó thôi. Cho nên là thường là nếu mà nói về trai luôn với trai ngoan, mọi người đừng nên kích động ngoài mình thôi. Nó sẽ bị một cái là vô tình mình dễ bị lừa, bị lạc.
Sẽ đặc biệt sẽ chú trọng vào cái trải nghiệm. Giống thật tôi đi. Vậy là ai thì cũng giống thật. Phải giống thật như kiểu dài bữa thôi. Ủa nó hư. Không, hai anh nếu mà mình chấn thân cái kiểu như vậy đó, vô tình mình hư mà nè, không thấy nha. Hư nó là mình hư nhất. Hư nhất. Rồi, thì giống như cái ý là nãy giờ mà Lộ và Xuân nói, thì vừa có cái điều gì để mình quyết định cái điều đó, mình trả lời ra được. Đó là ngoài hình. Không phải tính khác. Mà đó là cái sự trải nghiệm của bản thân mình đối với người đó, mình đánh giá được. Đó cho nên là căn bản không thể nào đánh giá được. Nhìn họ hầm hố cứ giúp mình biết được trang hư cho mình không thể, không thể. Còn yêu thì chọn trang hư để trải nghiệm, nhưng mà cưới là thích trang hư. Tại vì người làm ăn thì họ có tiêu chí hẳn họ cưới. Nhưng mà cũng nó thật sự ra thích là thích trang ngoan, cưới đi về làm ăn, nhưng mà cũng sẽ huấn luyện để thành trang hư. Hư hoặc là hư liền, hư liền, hư hình luôn. Cái thằng em ngu là xô. Bữa đầu thì là làm em ru. Đã 2 tuần sau đó trời ơi, chiếu điểm ru còn già. Làm em ru cái là chị nó mò ấm hay sao vậy? Thôi liền á. Mà cái cách thuần hóa là cứ lấy kinh nghiệm của người trước, truyền cho người sau à. Nó ngồi cái anh trước làm gì vậy? À cái hồi, à cái chỉ làm đi cha vậy thì là ok đó. Làm đi thôi, làm được thôi á. Làm được thôi á. Làm nào gì mình cũng tâm như không ai đâu. Anh nói giờ chưa gặp. Mới chuyện mà sao gặp gì đâu. À nói gì chứ chưa hả? Chưa. Còn người hư hết. Ừ. Rồi xưa em có từng thuần hóa hay chưa? Đó rồi. À, em sắp gặp gì không? Chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi á. Hà. Hà được người yêu trước là bé Bo đúng không? Đã từng là đấy. Đã từng. Em cảm thấy hình như họ phải những người có nghĩa là đã từng. Nhưng mà sau này họ đều là trong mình. Cái tết thời điểm nào phải không em? Em không biết hay là do em cái kiểu trao chuyện tình cảm của em giả điên hay quá chị. Nên nhiều khi người ta muốn thân với mình, người ta cũng không dám nữa. Nên là em nghĩ đó là một cái cách mà em có thể được phải quan trọng. Còn em nghĩ sao nếu mà mình quen một cái người mà đã luôn xong rồi mình buồn hóa hoặc là thì cái điều đó có tốt. Ừ, em nghĩ có nghĩa là họ có thể là trong thời điểm đó họ biết được cái ý em muốn thì họ sẽ ra đi để họ sẽ giống em hả? Họ sẽ ra đi giống em hả? À. Thì bản thân em thì em nghĩ là nó có những cái cách lựa chọn của mỗi người. Bạn có thể lựa chọn mình một cái sự mạo hiểm của yêu, hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn mình nó cũng là một cái nguồn rất là thích tìm hiểu những người xung quanh và không có gọi là không có cảm giác gọi là không bao giờ là đủ. Thật sự ra chị chỉ có cái này em rất thì cũng chỉ hiểu được em cũng không. Nếu mà họ nhìn vậy là những cái bé con mà xăm trổ hay là họ nhìn họ quá bóc tiền của ngoại hình đó, sáu mũi xăm trổ đi cơm thuốc rồi thì cái đó mình nhìn được liền nha. Nhưng mà có một bộ phận bé con nhưng mà rất là gọi là ngầm, có nghĩa là họ rất là văn phòng mọi người ơi, rất là văn phòng, rất là lịch sự, nhưng mà tối thì thôi à bay lượn vô tư vậy. Nó vậy đó bay lượn không khi mà đêm buông xuống tắt đèn rồi trời ơi. Cho nên là em không nói thiệt với mọi người, khái niệm mà trai hư hay trai ngoan đối với em nó rất là mập mờ, bởi vì em không có tuyệt vời là mình đã biết nhiều quá rồi, mình không hiểu. Mình không hiểu họ là thật sự cái trai hư trai ngoan nó rất là khó. Cái kiểu mà nhìn mặt nó hình dâu á, nó khó lắm. Nhiều khi nhìn thấy vậy chứ bao vậy, khi tiếp xúc, khi một thời gian tìm hiểu mới biết, chứ nhìn cái đâu biết liền. Nhìn thì hầm hố, nhiều người nhìn hầm hố là nhìn như con mèo. Ừ. Nó kiểu lúc đầu đấu trước kia, nhiều người đấu trước kia là chỉ rất là ngoan thôi. Còn nhiều người ở trong phòng nó tính bỏ ra vậy bản thân cũng không biết được. Cho nên là ở đây nếu mà ngoại hình mình quyết định cũng hơi khó. Cho nên là chỉ có quan trọng là sự trải nghiệm của mình đối với người đó thôi. Cho nên là thường là nếu mà nói về trai hư với trai ngoan, mọi người nên tự chọn ngoài mình thôi. Nó sẽ bị một cái là vô tình mình dễ bị lừa, bị lạc.
cho nên mình sẽ chú trọng vào cái trải nghiệm là dấn thân vô đi. Vậy là ai chịu dấn thân vô? Mình phải dấn thân kiểu dài bữa thôi. Nếu mà mình chấn thân cái kiểu vậy đó, vô tình mình hư rồi nè, mình không thấy nha. Mình hư nhất. Rồi thì giống như cái ý là nãy giờ là Lộ và Xu nói, thì vừa có cái điều gì để mình quyết định cái đó là mình trải nghiệm ra được, đó là ngoài hình không phải tính khác, mà đó là cái sự trải nghiệm của bản thân mình đối với người đó, mình đánh giá được đó. Cho nên là căn bản là không thể nào đánh giá được một việc mà nhìn họ hầm hố thư sinh mà biết được trải nghiệm không thể. Còn yêu thì chọn trai hư để trải nghiệm, nhưng mà cưới là thích trai hư, tại vì người làm ăn họ có tiêu chí hẳn hòi luôn. Nhưng mà cũng nói thật sự ra, thích là thích trai ngoan, cưới đi về làm ăn, nhưng mà cũng sẽ huấn luyện để thành trai hư. Hư hình luôn. Cái thằng em ngu là xô. Bữa đầu thì là làm em ru, cả hai tuần sau đó trời ơi, chiếu điểm ru còn già. Thằng em ngu cái là chị nói mò ấm cái gì sau vậy? Thôi liền á. Mà cái cách thuần hóa là cứ lấy kinh nghiệm của người trước truyền cho người sau à. Nó hồi cái anh trước làm gì vậy? À cái hồi, à cái chỉ làm cái trang vậy thì là ok đó. Làm như là không được thôi á. Làm được thôi á. Chẳng nào gì mình cũng không tâm như một người hay rồi. Anh nói giờ chưa gặp. Mơ ước chuyện mà sao gặp gì đâu. À nói gì chứ chưa hả? Chưa. Còn người hư hết. Ừ. Rồi anh Xuân em có từng thuần hóa hay chưa? Có rồi. À, em sắp làm gì không? Chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi á. Hà được người trước là bé Bo đúng không? Đã từng. Em cảm thấy hình như họ phải đối thuộc với em là đã từng. Nhưng mà sau này họ đều là trong tình. Cái tên thời điểm là phải ngoan hả? Em không biết hay là do em cái kiểu theo kiểu tình cảm của em giả điên hay quá chị. Nên nhiều khi người ta muốn thân với mình, người ta cũng không dám nữa. Nên là em nghĩ đó cũng là một cái cách mà em có thể được phản ứng với anh. Em nghĩ sao nếu mà mình quen một cái người là trai hư, xong mình buồn hóa hoặc là thì cái điều đó có tốt? Em nghĩ là họ có thể là trong thời điểm đó họ biết được cái ý em muốn thì họ sẽ ra đi để họ sẽ giống em hả? Họ sẽ ra đi giống em hả? Thì bản thân em thì em nghĩ là nó có những cái cách lựa chọn của mỗi người, bạn có thể lựa chọn cái sự mạo hiểm của yêu, hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn cái ý này đã làm trước đó họ có như nào hay là họ hư cỡ nào theo đúng cái hương của cái nghĩa mà mình đang nói á, đó là ăn chơi nè rồi kiểu là điệu hay là làm theo cái gì đó nhưng khi tới mình phải có đúng rồi họ có trách nhiệm với mình là đầu tiên. Cái thứ hai là người ta đặt cái tình cảm của cặp đôi lên trên cái tôi của họ đó, chứ họ để cái tôi lên là họ xưa luôn đó. Thì vậy là mình cảm thấy mình quá là tuyệt vời. Cho nên là Lộ cũng luôn nói với cái người yêu của mình hiện tại, cái người đang tìm hiểu đó, Lộ nói là nếu mà thường thấy là yêu đương thì nghĩ xa vời này kia sau này là thế, nhưng mà bây giờ sau nhiều cái biến cố quá, mình nói là cứ trân trọng những cái thời gian mình đang có, bởi vì đó là cái duyên của mình đang được hưởng. Thì nếu mà mình nên trân trọng nó, còn tới khi nào thì cái đó, chứ không có nghĩ là người ta hư, người ta tốt rồi mình đặt cho họ quá nhiều tiêu chí để mình bỏ đi cái tình cảm mình. Cho nên đó là đôi khi mình thấy là trai hư hay trai ngoan không quyết định được, quan trọng là người ta đối xử với mình như thế nào, còn ngoài xã hội là chuyện của người ta. Rồi ở đây thì có ai gặp trường hợp nào mà trai hư mà là phiền tới ông thằng kém, phiền tới nghĩa là quen một người không xác định, làm ảnh hưởng tới cộng đồng, là bạn của bạn kém, nghĩa là chỉ là bạn của mình thôi. Chắc mình nói về cái cộng đồng của mình đi thật. Tại vì nãy giờ nói lan man về ngoài cộng đồng thì làm gì mình còn có sự cộng đồng. Thì em thấy đặc biệt là trong cái tình cảm giữa những bạn trai lớn đó, không biết chị có biết từ là bụi bình không ta? À, em biết. Thì kiểu như vậy em thấy là chắc có thể là do cái
một phần là do tính cách của mấy bạn đó cũng là những cái người rất là thích tìm hiểu những người xung quanh và không có gọi là không có cảm giác gọi là không bao giờ là đủ hết, nên là các bạn rất là hay tìm người này người kia, rồi ngày hôm nay là bạn này là chồng tôi mà ngày hôm kia anh kia làm vợ tôi, ví dụ như vậy thì đó nó rất là rối. Thì mà đa phần nha, các bạn đó đều là cái ngoại hình và cái tính cách để làm đẹp thôi, nên là lâm ra thì em thấy một phần nó cũng ảnh hưởng được. Thật sự là chỉ có cái này em nói chuyện với chị Hiếu luôn, em cũng không có. Nếu mà họ nhìn ngoại hình những bé con họ xăm trổ hay là họ nhìn họ quá tốt về ngoại hình đó, sáu múi xăm trổ đi cơm thuốc rồi thì cái đó mình nhìn được liền nha. Nhưng mà có một bộ phận bé con nhưng mà rất là gọi là ngầm, có nghĩa là họ rất là văn phòng mọi người ơi, rất là văn phòng, rất là lịch sự, nhưng mà tối thì thôi à bay lượn vô tư nó bay lượn không. Khi mà đêm buông xuống tắt đèn rồi trời ơi, cho nên là em cũng không nói gì với mọi người khái niệm mà trai hư hay trai ngoan đối với em nó rất là mập mờ, bởi vì em không có tư duy là mình đã biết nhiều quá rồi, mình không hiểu mình không hiểu họ là cái trai hư trai ngoan nó rất là khó. Cái kiểu mà nhìn mặt nó hình dâu á, nó khó lắm, nhiều khi giờ thấy vậy chứ bao vậy, khi tiếp xúc khi một thời gian tìm hiểu mới biết, chứ nhìn cái đã biết liền, nhìn thì hầm hố, nhìn thì hầm hố á, nhìn như con mèo. Nó kiểu lúc đầu đấu trước thì nhiều lúc trước là chỉ rất là quan thôi, còn nhiều người trời ơi trong phòng nó chính bỏ ra vậy bản thân luôn không biết được, cho nên là ở đây là nếu mà nó ngoại hình mình quyết định thì cũng hơi khó, cho nên là chỉ có quan trọng là sự trải nghiệm của mình đối với người đó thôi. Cho nên là thường là nếu mà nói về trai luôn với trai ngoan, mọi người nên chú trọng ngoại hình thôi, nó sẽ bị một cái là vô tình mình dễ bị lừa bị lạc bị lạc. Cho nên mình sẽ chú trọng vào cái trải nghiệm. Trải nghiệm của mình như là ai thì cũng chấn thân rồi, chấn thân như một kiểu dài bữa thôi. Ui thôi, hai ta không, nếu mà mình chấn thân cái kiểu vậy đó vô tình mình hư rồi nè, mình không thấy nha. Mình hư nhất, đó là hư nhất, cuối cùng là hư nhất. Rồi, thì giống như cái ý hồi nãy như là Lộ và Xu nói, thì vừa có cái điều gì để mình quyết định, từ đó là mình trải nghiệm ra được. Đó là ngoại hình, không là tính cách, mà đó là cái sự trải nghiệm của bản thân mình đối với người đó mình đánh giá được. Đó cho nên là căn bản là không thể nào đánh giá được người bề ngoài, nhìn họ hầm hố là cứ sức mà mình biết được trái hư trái ngoan, không thể, không thể. Còn yêu thì chọn trái hư để trải nghiệm, nhưng mà cưới là thích trái ngoan, tại vì người làm ăn họ có tiêu chí hẳn hòi luôn. Nhưng mà cũng nói thật sự ra thích là thích trai ngoan, cưới đi về làm ăn, nhưng mà cũng sẽ huấn luyện để thành trái hư.